trí tuệ không thối chuyển, giải thoát không thối chuyển, giải thoát tri kiến không thối chuyển, trí tuệ hiểu biết về đời quá khứ không bị dính mắc ngăn ngại trí tuệ hiểu biết về đời hiện tại không bị dính mắc ngăn ngại, trí tuệ hiểu biết về đời vị lai không bị dính mắc ngăn ngại, tất cả thân nghiệp đều được trí tuệ dẫn dắt và chuyển động theo trí tuệ, tất cả ngữ nghiệp được trí dẫn dắt và chuyển vận theo trí huệ, tất cả ý nghiệp được trí dẫn dắt và chuyển vận theo trí huệ, đó là 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa, thiện hiện 32 tướng tốt của bậc đại sĩ là một Lòng bàn chân bằng phẳng, đầy đặn giống như đáy hộp, tuy đất gập ghềnh nhưng hễ bước đến chỗ nào thì bàn chân điền tiếp xúc đều với mặt đất không có chỗ nào chẳng tiếp xúc đó là tướng thứ nhất hai dưới chân như lai có hoa văn hình bánh xe ngàn căm các tướng vành và trục đều tròn trịa đó là tướng thứ hai ba tay chân như lai đều mềm dịu như bông đổ la bông sợi hơn hết tất cả đó là tướng thứ ba bốn giống như nhạn chúa giữa các ngón tay ngón chân của như lai đều có màn da và hoa văn bằng màu vàng ròng giao nhau như bức tranh thêu đó là tướng thứ tư năm các ngón tay ngón chân của như lai tròn trịa thon dài rất khả ái đó là tướng thứ năm 6. Gót chân như lai rộng dài, đầy đặn, tương xứng với mu bàn chân, hơn hẳn các hữu tình khác, đó là tướng thứ 6. 7. Mu bàn chân của như lai dài, cao, đầy đặn, mềm mại, xinh đẹp, tương xứng với gót chân, đó là tướng thứ 7. 8. Hai bắp chân như lai tuần tự, thon tròn như bắp chân của nai chúa, ế nê gia tiên, đó là tướng thứ 8. 9. Đôi cánh tay như lai tròn trịa, dài thẳng như vòi voi chúa. Khi đứng thẳng thì đụng gối. Đó là tướng thứ 9. 10. Âm tướng của như lai ẩn kín, giống như long mã hoặc như voi chúa. Đó là tướng thứ 10. 11. Mỗi lỗ chân lông của như lai đều xanh một sợi lông mềm mại xanh biếc, xoay vẻ phía phải. Đó là tướng thứ 11. 12 lông tóc như lai ngay thẳng và lướt lên trên xoay về phía phải, mềm mại, xanh biếc, trang nghiêm, thân kim sắc rất xinh đẹp, đó là tướng thứ 12. 13. Da trên thân như lai, mịn mỏng, trơn láng, bụi đất nước đều không thể bám. Đó là tướng thứ 13. 14. Da trên thân như lai thuần một màu vàng ròng sáng sạch, lóng lánh, như đài, bằng vàng xinh đẹp, được các vật báu trang sức mọi người đều thích, đó là tướng thứ 14. 15. Bảy chỗ là lòng hai bàn chân, lòng hai bàn tay, cổ và hai vai của như lai đều đầy đặn, đó là tướng thứ 15. 16. Vai ót như lai tròn trịa xinh đẹp, đó là tướng thứ 16. 17. Bắp tay và nách như lai đều đầy đặn, đó là tướng thứ mười 17. 18. Dung mạo như lai cao lớn ngay thẳng, đó là tướng thứ 18. 19. Thân tướng như lai cao lớn trang nghiêm, đó là tướng thứ 19. 20. Thẻ tướng như lai cao rộng tròn đầy, như cây nặc cổ đà, đó là tướng thứ 20. 21. Cầm ngực và nửa thân trên của Như Lai, oai phong rộng lớn như sư tử chúa. Đó là tướng thứ 21. 22. Quanh mình Như Lai thường có ánh sáng chiếu ra một tầm. Đó là tướng thứ 22. 23. Như Lai có 40 cái răng đều đạn bằng phẳng, kín sạch, gốc sâu, trắng hơn ngọc kha tuyết. Đó là tướng thứ 23 24. Bốn răng cửa của Như Lai trắng đẹp bén Đó là tướng thứ 24 25, như lai ăn gì cũng biến thành vị ngon nhất trong các vị đó là tướng thứ hai mươi lăm hai sáu tướng đưỡi như lai mỏng sạch dài rộng có thể che kín mặt cho đến tai và mí tóc đó là tướng thứ hai mươi sáu 27. Phạm âm của Như Lai có từ ngữ và âm vận, rộng và tao nhã. Dù chúng nhiều ít, cũng đều nghe được âm thanh vang rèn giống như tiếng trống trời, phát ngôn thánh thót như tiếng chim tần ca. Đó là tướng thứ hai mươi bảy. 28. Lông mi Như Lai giống như mi châu chúa xanh biếc ngay thẳng, không lẫn lộn nhau. Đó là tướng thứ hai mươi tám hai chín, con ngươi mắt của Như Lai xanh biếc, trắng trong, có vòng hồng trang sức xung quanh, lóng lánh rõ ràng, đó là tướng thứ hai mươi chín. ba mươi, khuôn mặt Như Lai giống như trăng rằm, lông mày sáng và sạch, như cây cung của vua trời, đó là tướng thứ ba mươi. ba giữa chặng mày Như Lai có tướng lông trắng mềm mại, xoay qua phải như bông đổ la, trắng trong, sáng sạch hơn ngọc kha tuyết, đó là tướng thứ ba mươi mốt. 32. Nhục kế trên đảnh của Như Lai nhô cao tròn trịa giống như lộng trời. Đó là tướng thứ 32. Đó là 32 tướng tốt của bậc đại sĩ. Hết quyển thứ 469.